Cô ơi, ở đây chết rồi nhỉ? How can I say? How can I say? You say good evening to all. So do you remember about our homework? Yeah, maybe you forgot it. Okay, so I need to pin me up. Yes, okay. I wish that all the student here is great, right? And maybe you forgot to finish and complete our homework, right? Có nhiều bạn như là quên mất bài tập rồi, right? You forgot it? Mm-hmm. Okay, we move. If that's true, you're warming Khang, right? I'm great. So we, okay. A person here talked to me that we draw about wild animals, right? So can you come up to the Facebook here? Right? Oh, you forgot it. Đã bạn nào vẽ sơ đồ tư duy chưa? Có ai đã vẽ sơ đồ tư duy về wild animals chưa? No? Yes or no? Okay, let me see. No, no, yes. Okay, let me join to the Facebook. Wow, bây giờ để cô xem ở trên Facebook nha. Nên là các bạn đã ghi, đã vẽ và nộp bài chưa nha? Yeah, we come up with. Yes, nào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ phải học từng độ khá mạnh đây. Các bạn chuẩn bị ra lấy cho cô một cup of water nào. A cup of water. Yes. Hôm nay các bạn lấy một a cup of water nhé. Để hôm nay chúng mình cùng học vẽ sơ đồ tư duy nhá. Right, right. Who's drawing on the board? No drawing on the board. Here we go on with the Facebook. Here, right. This is our group. Yes. Okay, look at this. Tại vì cô chưa thấy có cái hashtag nào ghi cô Ngọc. Cho nên là cô chẳng thấy bài đâu. Thì cô phải xem nay cùng các bạn lên xem là có bị bay đâu mất không nhá. Bay bài đâu mất không nhá. Rồi, nhóm giỏi tiếng Anh cùng con. Xem sao nào. I'm loading, I'm loading, I'm loading. Yes, okay, maybe it's not, maybe it's so hard for us. Hey, I see something so cute, right? Oh my God, you don't want to see it? I see something on Zalo now. Okay, do you want to see it? It's from Duy Lâm, Tiến Minh này. Okay, do you want to see Tiến Minh picture? Oh my God, look at this. We have here. Đấy. Đấy, Tiến Minh gửi bài cô, bố Tiến Minh vừa bảo là bận quá quên mất không gửi bài. Đây, thế Tiến Minh đây vừa xem nhá. Tí nữa cô gọi con nhé. Khánh Hà, vâng, nào đây, nhìn bài bạn Tiến Minh thì đáng yêu chưa? Trời đất ơi, xinh xỉu. So, look at this. Look at here, we have this. We have a sick vocabulary, right? The first, now, I want to call Tiến Minh. Chủ nhân của bức tranh để xem là hôm nay con đi thi, đi thủng đi đâu không. À, Tiến Minh đây rồi. Tiến Minh đây rồi. Ok. Hello, teacher. Yes, good evening. So, how do you do today? Happy, great or not? Thanh Nga nữa này. Ôi, sao bây giờ mới gửi bài tập. Chè. Thế Tiến Minh đâu rồi? Tiến Minh lại bị tắt mic à? Thế cô mở mic lại cho Tiến Minh nhá. Hello. Tiến Minh nói gần mic là để còn thuyết trình về bức vẽ này xem nào. Cái sơ đồ tư duy này của con à?
Hay quá. Nào, Tiến Minh. Where's you? Where's you? Có Tiến Minh đâu nhỉ? Minh. Hey, con nói to nào. Hello, con nghe được cô không? Con có ạ. Ừ, thì bây giờ cô sẽ share màn hình lên nhá, để xem bức của bạn Tiến Minh nhá. Ok, now. Sure. Yes. Here. Look at this. Tiến Minh. What animal is this? Giraffe. 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 Bạn này vẽ con giraffe này hay chưa? Thế giraffe này là có đặc điểm gì nào? Very high, very high. Right. Bây giờ cô sẽ gọi cùng một bạn nữa nhá để thuyết trình cùng Tiến Minh về bức tranh này nhá. Ok. Nào Phạm Danh Hoàng Hiệp nào. Đây nhìn thấy sẵn Hoàng Hiệp đây rồi. Happy here. Hello. Yes, here. Can you speak louder? Hôm nay con có dùng tai nghe không? Hình như là cắm tai nghe vào tiếng bị nhỏ ấy Hiệp. Con không dùng tai nghe. Ôi sao Hiệp ơi. Hôm nay bạn Minh bạn vẽ bức tranh đẹp lắm. Đấy. Thế này nhìn phát biết ngay đúng không? Nhìn vào bức này xem là how many vocabulary we have studied in the previous class? How many new words here? One, two, three, four, five, six. Yes, we have six animals, right? Cả lớp đúng không nhỉ? Mình có 6 hôm nay nhờ bức vẽ của Tiến Minh. Đó, mà mình biết là hôm nay mình có 6, hôm trước mình có 6 từ vựng nào, Hiệp nào. Nhìn vào bức này xem là từ đầu tiên đập vào mắt con nào, là động vật gì đây? Giraffe. Giraffe, ok. Nào đặc điểm nào, how is a real giraffe? The neck. The neck. The neck is very long, right? Very long. Tiến Minh tả bạn giraffe này rất là cao. Very, very high here. Ok. Ôi, Tiến Minh vẽ con này đẹp lắm. Cái gì đấy Hiệp? Cái con to nè. Cheetah. Ok, cheetah. How is a cheetah? It's run fast. Đó, mình vừa nhắc bài luôn. Run fast. Ok. It runs very, very fast here. Ok. Nếu mà so với cái đợt trước mà cô lấy ví dụ Hoàng Hiệp mà đi trêu mấy con chó nhà hàng xóm ở quê ấy, thì con này nó chạy có nhanh hơn không? Không. Ê, con cheetah này là không chạy nhanh bằng mấy con chó ở quê à? Ôi, trêu Hiệp thế thôi. Nào, Hiệp tiếp tục nào. Xem nào, hình như là cái từ này nó có sai sai. Sao các bạn, cái từ này nó có sai sai hay sao nhỉ? Các bạn nhỉ? Các bạn comment là từ này thế nào nhỉ? Zebra chung thân comment đúng rồi. Zebra thì chỗ này mình phải xem zebra. Y thành E. Letter A. Return to letter E. Zebra. Nào Tiến Minh nào, can you spell it for me? Để sửa lại cho cả lớp nào. Zebra. Okay, can you spell it? Thái phần nào? Chuyển tam tợ. Chuyển tam tợ phan y. Okay. Mấy quân thí. Cửa sương. Phú thai. Hey, zebra. Phú thai hư sủa. Zebra. Zebra. Ok, Hoàng Hiệp, bạn ấy tả zebra có cái gì đây? Xe suối chi lỉ hái chai bảy chim suối. Hiệp ơi, bạn ấy tả zebra này có gì nhiều gì nhỉ? Many stripes. Yeah, many stripes. So what color of stripes here? It's black. Black and? And... Cứ một màu đen xong lại một màu gì nhỉ? Trắng. Đúng rồi, yeah, black and white. Ok, mà tiếp tục nhá, để Hoàng Hiệp vừa nãy phải trả lời liền 3 câu rồi.
Tức là nào liên quan đến con gì chạy nhanh là phải gọi Hoàng Hiệp ngay. Đúng không? Nào tiếp tục, tôi gọi tiếp một bạn nữa nha. Ok, one more student, who can, dựa vào cái này quá dễ luôn. Can you raise your hand, Minh Khang á? Ok, Minh Khang nào, lâu lắm không gọi Minh Khang nhỉ? Ok, Minh Khang, can you hear me? So, look at here. Tiến Minh này, vừa nãy là anh Hiệp, anh đã vừa phải trả lời ba con liền rồi. Thế bây giờ Minh Khang có cân nhắc được ba bạn dưới không? Là polar bear, kangaroo and hippo. Yeah, polar bear, kangaroo and hippo. So, which animals is the most dangerous? Con nào nguy hiểm? Polar bear. Can swim fast. Yeah, swim fast. And thế là con nghĩ là cái con này nó swim fast cho nên là nó rất là nguy hiểm à. Dangerous. Yes, okay. I think so. Right. And hippo. So, hippo has a big mouth. Yeah, hippo has a big mouth. Đấy chưa? Tiến Minh à, anh Tiến Minh chỉ cần ghi mỗi big mouth đây thôi là em biết tả luôn, rất chuẩn. Thế là, and the last thing here, what animal is this? Kangaroo. The kangaroo can jump high. The kangaroo can jump highly. Okay, great job. Yo, cả lớp nha, cả lớp rất là cảm ơn bạn Tiến Minh nha. Lần sau là lớp mình làm bài tập mình đăng lên trên nhóm cho cô nhá, không là cô không thấy bài tập cô buồn đấy. Yeah, cô không, các bạn làm rồi, biết là các bạn làm rồi. Thank you all the class here. Biết là các bạn làm rồi nhưng mà quên ấy, không đăng lên ấy. Thế là cô lại tưởng là các bạn quên mất của cô. Thế là cô lại bị buồn. Ok. Cô Ngọc bị buồn đấy. Ok, so tại vì là các bạn này đều nhớ bài nha, cả ba bạn hôm nay gọi ngẫu nhiên thì đều đã nhớ rất nhớ bài rồi. Để hôm nay cô xem ở trong Zalo xem có phụ huynh nào đang gửi bài cho cô không nhỉ. Cô thấy nhiều quá. Đức Minh. Đức Minh, mẹ của Đức Minh đây có gửi bài. Đức Minh vẽ hay lắm, Đức Minh có màu các bạn ạ. Đức Minh có màu, các bạn muốn xem file của Đức Minh không, xem sơ đồ tư duy của Đức Minh không, xem tranh của Đức Minh không? Yes. Good. So, tranh của Đức Minh đây. Rồi. Đức Minh thì vẽ lên trên giấy. Nhưng mà lần này Đức Minh cải tiến hơn so với Tiến Minh là có màu. Ok. Bạn này còn có cả hình ảnh minh họa nữa cơ nha. Đâu rồi Đức Minh, đâu rồi nhỉ? Cô xem Đức Minh, cô gọi Đức Minh nào. Đức Minh đâu nhỉ? Hello con ơi Đức Minh đâu mất rồi. Đức Minh comment cho cô trong phần chat box nào. Đức Minh đâu? Where's Đức Minh? Hay là hôm nay để tên khác rồi cô không tìm được? Chắc lại để tên là Conan rồi. Wow, đúng không? Wow, cái này dễ mà đúng không? Hôm nay thấy các bạn làm rồi, các con có thấy dễ chưa? Dễ quá chứ lị. Thôi chắc là Đức Minh để tên khác cô chưa tìm được. Đức Minh tí nữa nhắn tin lại cho cô nhá. Oh, look at this. Yeah, this is the homework today. Wow, white animals. We have one, two. Đây bạn có đánh số đó đúng không nhỉ? One, two, six đây rồi. I can see it. Đấy, thì bạn vẽ này. Zebra bạn còn vẽ thêm cỏ này. Cheetah, bạn ấy tô nguyên một màu cam lè luôn. Đấy, hippo màu gray này, hippo này có nước này, chuẩn chưa? Kangaroo bạn ấy còn đang ở để tay ở trong trạng thái chuẩn bị đấm nhau này. Đấy, fighting cái này ghê chưa? Ông lại còn cả giraffe bạn ấy vẽ cao ngỏng lên luôn này. Rồi là polar bear bạn này trông thân thiện nhỉ. Đấy, thân thiện nha, lại còn rất là đậm chất Giáng sinh luôn. Đây cô cho cả lớp xem đậm chất Giáng sinh luôn. Chiếc khăn choàng đậm chất Giáng sinh.
Chắc là khăn này rất là đẹp đúng không? Cảm ơn bạn Đức Minh nhá. Cô xem nào, cô xem mấy bạn đang gửi, nhưng mà tại vì là Trung Kiên nữa này. Ôi Trung Kiên nữa các bạn. Mình lại phải xem bài của Trung Kiên tại vì bài Trung Kiên quá đẹp. Đức Minh đây cô. Rồi đây rồi, thấy Đức Minh ngồi lên. Ôi Đức Minh ạ. Trời, tranh đẹp quá nhá. Nào, đây. Đây của bạn Trung Kiên. Ôi Trung Kiên lần này có bạn Cheater đẹp không? Cheater của bạn đẹp chưa? Nào các con của cô. Ôi giời, nhìn đây. Đấy, cái mấu chốt của bạn này white nên màu thì chưa thấy ghi đây, thì cô sẽ ghi tạm ở đây cho con nhá. Ok, that's good. Đó, làm sao mà why? Cái đấy bạn ấy viết bút chì cho nên là không nhìn được. Animals, right? So, we have a zebra here. Oh, zebra. Oh, nhìn này. Trời ơi, bao giờ cô Ngọc cô vẽ được thế này các con? Các bạn vẽ được như này không? Hiệp lắc nhanh đấy. Hiệp vẽ đi, Hiệp phải vẽ đi con. Hiệp phải kể chuyện thì giỏi. Hiệp kể chuyện giỏi. Hôm sau chắc hôm nay ra bài tập kể chuyện thì chắc là Hiệp về đứng đầu top mất. Nào, zebra này. Thanh Nhàn vẽ được không? Hân vẽ được không? Ui, các bạn vẽ được chứ, vẽ được cái sao không nhỉ? Phương Trinh. Ồ, ai gọi đây? Ai gọi nhưng mà các con đang học với cô không nghe nhá. Rồi, tiếp tục nào. We have a polar bear, right? Polar bear. Ơ, các bạn. Ơ, sao ở bức này mình cũng có một chiếc khăn đậm chất Giáng sinh như này các con? Hôm trước bài giảng của cô có cái bạn này à? Tôi Trung Kiên với cả Đức Minh lại ý tưởng lớn gặp nhau thế. Sao lại giống nhau thế? Thế hôm trước là bài của cô là giống à, giống à? Ây gù. Nào, thế các bạn giraffe này nha. Bây giờ cô bắt đầu cô gọi một bạn nữ bất kỳ này. Một bạn nữ bất kỳ nhá. Ok, nào bây giờ mình để hứa với bạn. Hôm nay có cái bạn gì Vũ Ngọc Nhi tên gì nhỉ? Thanh như cái gì Nhi Nhi nhỉ? Nhi ơi. Thôi Khánh Hà đi ra xong rồi comment lại cho cô nhá. Hà Oggy đâu rồi? Con đây. Dạ yeah, con đây. I'm here lại con đây. Yeah, so can you read out loud all of these words for me please? All this word. On now. Yeah, all. One, zebra. Zebra. Two. Polar bear. A polar bear. And next to the polar bear is? Giraffe. Giraffe. Ui, chồng đánh nhau kinh hồng hăng 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 hăng. Có thích kangaroo. Không? Yeah, kangaroo. Thế bạn biết đúng không? Bạn biết đúng từ này không con? Kang... Viết đúng không? Bạn viết như này này. Đó. Cô đúng rồi ạ. Nào, bạn viết đúng chưa? Khoảng chữ A. Ừ, con đánh vần nào. K A N G A R W O. E. Are you sure? Bảo sao giống con vẽ với Trung Kiên. Ôi Đức Minh với Trung Kiên này là đôi bạn thân kìa đệ. Anh em hay là đôi bạn thân đây? Thế cái Oggy xem cho cô xem là cái từ này đúng chưa? Sao lại chữ E ở chữ bên cạnh chữ G. Nó phải là đáp nó phải là letter gì nhỉ? Nó phải letter A ạ. Letter A à? À Đức Minh với cả Trung Kiên là hai anh em. Đấy nha, kangaroo. Oh, one more time. Đấy, Oggy hôm nay giúp các anh chàng nhà tôi nha. Kangaroo. Ok, kangaroo. Âm trọng âm rơi vào ru, kangaroo, right? Now, Oggy đọc tiếp cho cô từ cuối cùng nào. The last. Oh. Hippo. Con trên đây. Hippo. And từ kia mới là từ cuối cùng nhỉ? Đôi bạn nữa à? Ôi trời, thế là lớp mình toàn là bạn học với nhau xong rồi lên đây học cùng. Rất là tốt, rất là tuyên dương. Nào, từ cuối cùng cái con này nhìn ngáo ngáo này. Các bạn này nhìn con này giống con meo meo ấy.
Đọc nào ốc đi. Chữ này không nhìn rõ. Không nhìn rõ. Thế cô nào, đợi con không biết cho con nhá. C-H-E-E-T-A-H. So, can you read all of this word? Vừa nãy Hiệp với cả Võ Minh Khang là ngồi đọc hết cho các bạn rồi, rồi ôn lại đấy. Chi gì nhỉ? Cheetah. Cheetah. Okay, great. Cheetah. Cheetah. Okay. We have a six animals here. So which one do you like most? Which one do you like most? Con thích con nào nhất nhỉ? I like kangaroo. Yeah, cô cũng thích con kangaroo này bởi vì ở trong nó máu chiến nhất con ạ. Đấy, nhìn vẽ này thích nhất con kangaroo luôn. Yeah, so here. Yeah. Hôm nay nhá, cô này cùng với Hiệp này, Võ Minh Khang này, Tiến Minh này và Khánh Hà đã cùng các con ôn lại tất cả các từ ngày hôm trước mình đã học được chưa nhỉ? Và hôm nay mình cũng biết thêm là có Đức Minh và Trương Kiên là hai anh em. Hai anh em cũng là học cùng nhau luôn. Cảm ơn cô rồi kìa. Ok. Thank you Khánh Hà nha. Chút nữa làm bài cho cô nha. Ok. So, now we study about six vocabulary about animals, right? Mình đã học 6 từ về animals. Các từ thì hơi khó viết một chút cho nên cô có ra bài tập là các bạn phải viết sơ đồ tư duy. Nếu mà bạn nào mà chưa vẽ sơ đồ tư duy như các bạn thì hôm nay mình hoàn thành nốt nha. Được không? Mình hoàn thành nốt được không? Yes or no? Yes? Yes, okay, great. So now we move to the class today, right? The lesson today. Hôm nay mình tiếp tục học tiếp về bài này nha, để xem là các bạn khả năng đến đâu nào. Okay. Wait me a little bit, right? We gonna download it and where it is. Oh, I don't want to. So mình sẽ kiểm tra cả lớp nha. Cả lớp nha. Cả lớp chuẩn bị cốc nước chưa? Cốc nước trên bàn đâu rồi? Chưa thấy bạn nào có cốc nước ở trên bàn hết. Xong tí nữa làm bài mệt là thở hổn hển ra đây nha. Ok. Nào học cho nhiều vô, bây giờ phải luyện tập thôi. Học cho nhiều vô, bây giờ phải luyện tập thôi các con ạ. À, các bạn sẵn sàng để chạy đua như một chú chi tát chưa? Một chú chi tờ chưa? Sẵn sàng chưa? Ready chưa? Ready chưa nào? Ready như một chú chi tờ chưa nào? Ready chưa? Úi dồi ôi, thấy các bạn gật đầu lia lia rồi, nhìn này quen đúng không? Lâu lắm rồi. Yes, 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 yesterday. Trời đất. Nào, chiếc những cô thì vẫn đang mở phần chat box nha. Nhưng bạn nào ở trên livestream thì mình chat trên livestream nha. Còn những bạn nào ở trong này thì nhanh tay nhanh chân chuẩn bị là để sẵn cái bàn phím ở trước tay nha, để chuẩn bị comment cho cô nha. Nào, animal one. Ok. Nào, so, cái này khó, dễ quá. Không được, animals two đi các con. Cái này dễ quá, này mình chơi rồi. Mình chiến rồi. Nào, ok, ok. So look at this. We have the 10 new words today. Yes, we have 10 new words today. Remember? The first. Whale. 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 Now, one more time, you repeat to me. Whale. Đấy, Hoàng Thúy Anh nào. Hoàng Thúy Anh nào. Read after me. Hoàng Thúy Anh nào. Well. Well. Good girl. Thank you, Hoàng Thúy Anh nào. Next. Wolf. Thanh Nhàn. Wow. Wolf. 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 Yes, okay. The next word. The next word. Thank you, Thanh Nhàn. Okay, the next word. Scorpion. Đợi chị một tí. Okay. Scorpion. 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 Nào, who can, who can? Nguyễn Trung Kiên nào.
Bên trong kia nào. Scorpion. Good boy, scorpion. 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 Yes. Caterpillar. Oh, cái con này ghê lắm nha, cái con này cô ghét lắm ý. Có bạn nào đọc được con này không? Caterpillar. Caterpillar. Ngố học không? Nào, cho xem. Nào, who can? Caterpillar. Caterpillar. Oh, good, good. Caterpillar. Caterpillar. Yes, caterpillar. Good boy. Cô ghét con này lắm luôn các bạn. Cô thấy không? Cái con nào mà cái con nó đã không chân đã ghét rồi. Xong lại còn những cái bạn mà nhiều hơn 10 chân là cô ấy không những còn sợ. Bạn nào sợ con nhiều chân không? Ví dụ như con nhện hay là con sợ quá úi con sâu caterpillar đúng không? Một nhiều chân là sợ lắm nhờ. Tiếp tục nào. Swan. What this? Swan. Con này thì chắc là bạn nào cũng biết rồi. Who can? Nào, Kim Ngân nào. Kim Ngân. Swan. 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 Nhớ cái bài hôm trước mà cô gọi cả lớp đây phát âm không? Đọc như thế là máy nó loại chết đấy. Nào, lại con này. Swan. Swan. Em nhá, chữ cuối chữ em chứ không phải chữ em. Swan. 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 Okay, Swan, good girl. Nào, Phương Trinh đọc lại cho cô nào. Thì Kim Ngân đọc đúng rồi. Nào, Phương Trinh nào. Swan. Đúng. Tiếp tục. Dạ, yeah. Khánh Vân nào. Từ này hơi khó nào. Khánh Vân nào. Swan. Swan. Yes, good. Khánh Vân lúc nào phát âm cũng chuẩn nhỉ. Swan, đúng không? Con thiên nga. Con thiên nga. Okay, thank you. Tiếp tục. Lizard. Now, who can? Who can? Lizard. Đặng Tiến Minh à? Cô vừa mới mở mic cho bạn nào đấy. Đặng Tiến Hùng. Ôi Hùng ơi, phát biểu nào Hùng ơi. Hùng ơi. Lizard. Con này. Lizard. 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 Hả? Lizard. 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 Con này không phải là con cóc. Không phải là cóc đâu các con. Lizard. Con này là con gì Hùng nhỉ? Con thần lằn ạ. Đúng rồi. Sao lại nhìn ra con cóc hay? Thế sao nhìn ra con cóc nhỉ? Oh, thật sự luôn. Ok, nào con đọc lại nào, Tiến Hùng nào. À, bây giờ Võ Minh Khang đọc lại cô nào. Caterpillar. Hả? Caterpillar. Hả? Teddy bear. Không nghe, cô không nghe. Deer. Deer. Ok. Thế gấu có vào lớp không? Để cho gấu vào lớp luôn. Đây là có bạn gấu đang đòi học đây. Các bạn ạ. Owl. Đức Minh. Owl. 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 Yes. Tortoise. Who this? Đỗ Bình Minh. Đỗ Bình Minh nào. Ôi. Không. Đỗ Bình Minh nào mở mic cho cô nào. Tortoise. Hả? Cô nghe nào. Tortoise. Oh no, it's not tortoise. Nào con nghe lại một lần nha. Tortoise. Mình nghe lại một lần nữa nha. Tortoise. Yeah. Tortoise. Nào con này giận. Ui con này thôi nó thật luôn. Con này mà nhìn thấy một phát thôi là
Rat. Không chơi luôn. Lúc có thể có chuột. Đúng rồi, con rat. 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 Có lúc có thể có chuột ngoài đường. Rat. La. Rat. Okay. Now, so we have a 10 new words here, right? Con sợ đó, con đó lắm. Ui, cô cũng sợ lắm. Nào, có lớp nào chuẩn bị đâu? Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand here. Raise your hand. Cô cũng sợ chuột lắm nha. Ok, nào chuẩn bị nhá. Đặt tay lên trên bàn phím nào. Chuẩn bị làm bài đến nơi rồi này. Đặt tay lên bàn phím. Ok, so we need to come with this. Gấu đặt tay vào bàn phím nào. Yeah. Swan. Swan. Where's one? One, two, three. One, two, three. Ba. Three. Owl. King. On. On. Three. Yes. Tortoise. 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 Yo, 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 yo. Two. Lizard. Lizard. Nào, bạn nào. Who can, who can? Nhanh quá. Đúng rồi. Picture two. Whale. Whale, whale. Ooh, con này to lắm này. So big, so big, so huge, so huge. Okay, so one. Deer. Whoa. Okay, deer. Deer, go. Where is deer? Deer. Deer, where? Where? Where is this? Yeah, picture two, deer. Scorpion. 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 Quickly, quickly, quickly. Scorpion. Where is scorpion? Cả lớp nào. Scorpion đâu? One, two, three, four, five, six. Yes, of course, it's six. Caterpillar. Hey, yeah, we go to the caterpillar. Cái con này cô ghét lắm này, thật luôn. Con này nhiều chân. Con này rất nhiều chân. Mà lại còn nhỏ nữa. Yeah, you get this. Rat. 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 Where's rat? Rat. Where's rat? Sick. Wolf. Wolf. Ooh, wolf, 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 wolf. Go. Where's wolf? Wolf, wolf. Yeah, five. Con này mà một bạn bắt một cái là thôi xong đấy. Okay, we got whale. Whale. Vâng. Own. Owl. Okay, caterpillar. Vâng, bye bye gấu nha. Caterpillar. Where's caterpillar? One, two, or three. Con này á? Lily, lily, lily. No, okay, number one. Caterpillar. Caterpillar. Okay. Lisa. Lisa, one or two, one or two. Yes, picture two. Lizard. Okay, we have wolf. Wolf. Oh my God, it's so scary when we talk about wolf. Four. Wolf. Đúng rồi, cả lớp làm quá chuẩn. Nào, tiếp tục rat. No, comment. Comment cho cô nào, rat. Oh, picture two, exactly. Rat. And next we have swan here. Where's swan? Where's swan here? Swan, swan, swan. Picture four. Swan. Okay, scorpion, scorpion. Scorpion. Wow, các bạn làm đúng quá. Scorpion. Picture two. Scorpion. Tortoise. Oh, where is this? Where are tortoise? One. And tortoise. And the last deer. Deer. Hey, oh my God, look at this. One, two, three. Ew. Okay. Owl. Who? Which? Which here? Okay. Tortoise. Which one here? One, two, three, four. One, two, three, four. Scorpion. Scorpion. Which one? One, two, three, or four. Oh, các bạn comment nhiều nào. Deer. Deer. Okay, what this? Bạn nhiều chân.
You, caterpillar. Caterpillar. Okay, look at this. It looks like a boss here. Look like a boss here. Wolf. Bạn xinh xinh này. Okay, how about this one? Lizard. Good. And three, exactly. Rat. How about this? Swan. And the last one is whale. Yes, well done, all the class. Ủa, cả lớp làm mạnh mẽ chưa? Cả lớp mình làm hơi chậm, đúng không? Lớp mình làm hơi chậm một chút. New nào, tiếp tục nào. Thở hồn. Mỏi tay chưa? Mỏi tay chưa? Ok, mỏi tay không? Ui dồi ôi, nào cô thử remove pin cô nào. Chưa? Đâu mỏi tay chưa cả lớp? Mỏi tay chưa nào cả lớp nào? Chưa, con chưa. Ôi dồi ôi, thế tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Ok, chưa mỏi tay, chưa hề mỏi tay. Yes, yes. Ok, we will go on the next class now. The next lesson. Yes! Mm-hmm. So we need to go on ISL collective, right? Go, muốn join không? Go ơi. Yes. You need to wait me a little bit because my internet connection is not good. Look at this. We got the wild animals here. Yes. Look for it. Nào cả lớp nào, hơi mỏi tay một tí thì mình uốn éo tay chân thôi nha. Uốn éo tay chân một tí nào. Khớp tay, khớp chân, khớp đầu gối nào. No. And wait me a little bit. Ôi cô, xong chưa? Chưa. Một tí nữa. 10 phút nữa. Ok. Ồ, trong này không có rồi các con ạ. Thế là mình phải chuyển sang chiến trường khác. Các bạn tranh thủ ra uống nước đi nhá. Tranh thủ. Gấu vào lớp ba. Một tí nữa. Nào sâu. Hôm sau cho học nhé. Bây giờ gần xong rồi. Ok, cả lớp. Có bạn gấu đòi vào lớp. Nào. Thế gấu hôm sau học nha, thứ sáu nha. Ok, today we have so many kinds of wild animals here, right? Ooh, la 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 la. How many is here? Có bao nhiêu nhỉ? Ok. How many? 9, good job. And the first, I want to call random. Cô sẽ gọi bất kỳ nha. Random. Random. Kim Nga, xem nào. Who can? Raise your hand. Raise your hands and let me know. Raise your hand. Where are you now? Now, who can? Ngọc Khuê. Oh, mấy cái bạn mà hăng lên thì lại không thấy đâu. Ngọc Khuê đâu rồi? Ô, không tìm được Ngọc Khuê. Khuê ơi. Thế là cô phải xem các bạn dùng icon được không? Rồi dùng icon nhá. Hello teacher. Hello Ngọc Khuê. How are you today? 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 Happy or not? Yeah, no, I'm happy. Yeah, you're happy. Okay, so look at the first picture here. So which animal is this? Yes, one zebra.
Zebra. Okay, two. Cheetah. Hả? Cheetah, cô kế xuống cho con thấy được không cô? À, cô để cô nha, đợi cô một tí. À, cái gì? Tiger. 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 Where's tiger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Where's tiger? Tiger. Title hay tiger gì nhỉ? Con đọc to nào. Tiger. Tiger. Okay, thank you. So, next. Now, one more student. One more student. Một bạn nữa nào. Bạn Ngọc Khuê vừa trả lời đúng hai câu rồi. Bạn Nguyễn Lương Hà An nào. Ok. Hello. Good evening. Hello. Yeah, so can you say which animal it is? Yes. Okay, what animal it is? Tree. Tree is snack. Snack. Good girl. And the next one is? Lion. Lion. Yes. Thank you. Lương Ngân Hà An. Càng ngày Hạo càng tiến bộ. Rất là tự tin. Nào, tiếp tục nào. Thank you Hà An. Và tiếp tục đến Hiền Dâu nào. Hiền Dâu nào. Ok. Hello Hiền Dâu. Hello. Yes. So, can you see me and see the picture? It's the monkey. It's the monkey. And the next one is? Elephant. Elephant, good girl. Okay, wait me a little bit. Oh my god, oh wow. Oh how can you say thank you here? Nào tiếp tục nào. Cái tiến độ mà làm bài của các bạn nhanh quá cơ. Cô khơ bắt kịp không ạ? Đâu các bạn nào trong tối đây Trần Duy Phong à? Trần Duy Phong nay tối con. Phong ơi. Hello teacher. Yeah, so which animal is this? Giraffe. Giraffe. Okay, giraffe. And now, what animal is this? It's a bear. It's a bear. And the last one is? It's a crocodile. Crocodile. Bạn đọc crocodile luôn. Crocodile. Okay, great. Thank you, Trần Duy Phong. Rất là tốt. Trần Duy Phong học lớp Pantado hả? Con học cô nào? Con học với... cô Phương lớp 2A đấy. À cô Phương lớp 2A. Ok, đúng là trò của Pantado các giọng dạng nhá. Thank you Trần Duy Phong nhá. Ok, so now wow, oh my god, today we have zebra, tiger, snake, lion, monkey, elephant, giraffe, bear and crocodile. So now today, do you want to join another game? Tiếp tục một bài cuối cùng nhá. Khánh Vân. Ôi bây giờ cô mới mở phần chat nên các con ạ. Vừa nãy cô không mở, bây giờ mới đọc được. Ôi cửa hồ, chồng kìa, chồng kìa, chồng. Nào. Ok, thế hôm sau vào lớp sớm sớm đi, vào lớp đông đông đi để cô còn biết được mà cô cho nhiều bài hơn chứ. Như cứ vào muộn này sao mà biết. Wow. Now the next. Listen. Đây cô gọi bất kỳ đấy. Nha, bất kỳ đấy. Nghe nha. Listen. Listen and click to the right picture. Okay, can you see the screen now? Can you see the screen? Yes. So, first. This is a hippo. This is a. This is a what? This is a hippo. Okay. Who can? This is a hippo. Who can? À, Lương Hà An nhanh quá. Rồi, thế cho Lương Hà An luôn. Nhanh quá cả. Three. Nào, three. Nào, cả câu đọc là gì nhỉ? This is... A hippo. Đúng luôn, chuẩn luôn. Hà An, 10 điểm. Hà An lần này nghe giỏi lắm nhá. Tốt. Tiếp tục, next. This is a lion. Ok, who can? Who? Dương Đức Minh.
This is a lion. Good boy. This is a lion. Oh, where is the lion? 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, or 3. This is a lion. One. Okay. Now, bạn tiếp nào. This is a snake. This is a... Con gì nhỉ? Hà Bình An nào. Tú Phương chuẩn lắm. Tú Phương. Nào, ok. Hà Bình An nào. This is a snake. This is a snake. So, which one? 1, 2, or 3? 3. Okay, great. So, thank you, Hà Bình An. Nghe rất tốt. Okay, next one. This is a crocodile. Meow, 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 meow. Who can? This is a... Nào, cô thấy có một dòng số ở đây, có hai bạn nữ và một mẹ ở đây. Nào, who can? Bạn này tên gì nhỉ? Hey, can you turn on the microphone, please? Please, just turn. Meow, meow. This is a crocodile. Which one? Monkey. No, it's not monkey. So, Khánh Ly nào. Khánh Ly hỗ trợ bạn nào. Hello, can you hear me? This is a crocodile. Khánh Ly biết không? Cho ba, cô ơi. Cô ơi biết không? Cho ba cô ạ. Ba. Crocodile, đúng rồi, chính xác. Yeah, thank you. Các gia đình tắt mic nha. Lâu lâu cô bị nhảy mất rồi, không tắt mic được. Ok, thank you. Nào, tiếp tục là mình chỉ còn có chinh chiến 5 câu nữa thôi nào. Các bạn nào cố gắng lên nào. This is a giraffe. This is a... Who can? Bảo Ngọc nào. Bằng tên cô Ngọc luôn. Cô Ngọc cũng là Bảo Ngọc đây. Bảo Ngọc nào. Bảo Ngọc nào, có hai chị em nhà Bảo Ngọc nào. Hai chị em nhà Bảo Ngọc nào. Mở mic cho cô nào. Ô, lát rồi. Who can, please, who can? Dạ, Trung Kiên nào. My bow. This is an elephant. Ô, cô con bấm nhầm đúng không? This is a giraffe. This is an elephant. This is a giraffe. This is a giraffe. Okay, thế còn next. This is an elephant. This is an elephant. This is an elephant. This is an elephant. Next. Thank you, Trung Kiên của mình cần 2 câu. Yeah, tiếp tục nào. Một bạn cuối cùng, 2 câu cuối cùng nào. Who can? Tú Phương á. Ây, gù, Tú Phương. Ở biên đâu xa xôi qua đây à, Tú Phương. Yeah. Ai nào? Phú nào? Úi dồi, nhăn hết cả mặt vào đây này. Phú một câu, Khánh Vân một câu. This is a tiger. Now, hello to Phú now. Which one? This is a tiger. So, which picture here? This is a zebra. No. This is a tiger. This is a tiger. Now, which picture is correct? Three. Yes, thank you An Phú nha. Một bạn cuối cùng nào. Khánh Vân nào, nổ phát cuối cùng nào. This is a shark. This is a shark. Có biết hát bài Shark Doo 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 không? Yes. Để con hát một đoạn là Baby Shark cho cô nào. Baby Shark Doo 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 Doo. Baby Shark Doo 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 Doo. Đúng rồi, thế bây giờ cả lớp nha, để kết thúc bài này thì mình sẽ mở Baby Shark không? Thôi, mở Baby Shark bị đánh bản quyền đấy các con ạ. Ok, thế bạn cả lớp nào, bây giờ trong lúc cô đang không pin lên nha, thì các con sẽ thử Baby Shark cho cô nha. Đâu các bạn Baby Shark đâu? Where's Baby Shark? Here! Yeah, so thank you, Shark Juju, đúng rồi. Hôm nay mình đã sẽ học về cái cách gọi là scream từ, đúng không? Scan từ, làm sao để mình có thể là nhớ từ một cách nhanh nhất bằng cách nhìn hình ảnh và nghe, đúng không nhỉ?
Thì bài tập của mình hôm sau, hôm nay này, hôm nay nhá, sẽ có một rất nhiều bài tập. Nghe, nghe chưa? Nghe đến thủng cái lỗ nhĩ thì thôi. Nha. Bởi vì sao? Bởi vì khi học tiếng Anh ấy, không quan trọng là các bạn viết được bao nhiêu từ. Quan trọng là các con nghe được bao nhiêu từ. Và nói như Baby Shark được bao nhiêu từ. Đúng không nhở? Rồi, bài tập vào ngày hôm thì cô sẽ gửi lại vào ngày hôm sau nhá. Vào thứ ba được không nhỉ? Cô sẽ gửi lại cho các bạn nhá vào buổi chiều. Bởi vì buổi sáng là cô cũng hơi bị bận một trí. Rồi, thế là đến buổi chiều mai nhá, sẽ có 3 bài tập nghe và 2 bài tập chọn từ. Tổng cộng là mình có 5 bài tập. Tất cả các bạn sẽ chụp lại màn hình kết quả, rồi sau đó là gửi trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con cho cô kiểm tra nhá. Đừng quên hashtag tên cô Ngọc và nghe chưa, không là cô bị mất bài đó. Dạ vâng. Còn bây giờ nhá, cũng đúng theo cái thủ tục đến giờ rồi nhở. Mặc dù là vui, vui thì vui lắm, nhưng mà bây giờ cũng phải đến rồi đúng không? Hà Bảo Anh nào, bây giờ cô sẽ cho Hà Bảo Anh lên để hướng dẫn lại các bạn nào. Hà Bảo Anh nào, thường thường là cô bảo như nào nào? Đầu tiên là nhìn nhờ Hà Bảo Anh nhở. Mở mic nào. Nào, we need to brush the teeth. Brush the teeth and brush the face. And sleep. Yeah, we go to sleep. Hà Bảo Anh cùng cô chúc các bạn ngủ ngon nào. Good night. Good night. Good night class. Đó, bây giờ Hà Bảo Anh và cô cùng chúc các bạn ngủ ngon nha. Yeah, goodbye. Good night teacher. Good night teacher. Bye 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 teacher. Rồi hôm nay cô sẽ ngồi lại đến cuối của bài luôn nào. Xem là ai nhìn. Ok, ok. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Good evening, good morning, okay. Cô phải mày quên chứ. Nhân ơi. Nhân. Ôi giời, này nào. Con này Hiền nhá, Hiền đâu, Phương đâu nhỉ? Phương đâu rồi? Ôi giời, nhắn hết cả mặt rồi. Bye teacher, bye teacher. Bye teacher. Thế mà chị con còn cứ lai lai. Con yêu cô, con không có Zalo của cô à. Ai? Ai không có Zalo của cô? Là cái mạng Squid.